là đang ăn hủ tiếu Hồ. Thu vừa qua là đã bán món này không? Là cái món là món hủ tiếu là nấu với phá nấu với thuốc bắc. Nhiều khách lại ăn rồi từ má tới giờ luôn, cũng còn lại ăn hoài. Anh ơi, tại sao mình lại có cái tên là hủ tiếu Hồ ạ? Thì hồi xưa mấy người lớn tuổi á, người ta bán rồi bỏ hủ tiếu chung với lèo nó quậy lên giống hồ, người ta đặt hủ tiếu Hồ. Còn mình bây giờ mình bán, mình cải thiện lại, mình để riêng ra để ăn đỡ ngán. Dạ, mùi hương của nước lèo mình rất là thơm và rất là lạ. Có thuốc bắc, chính 10 loại thuốc bắc. Ở đây thì em thấy có rất là nhiều loại lòng. Có nhiều thứ nè, này bỏ tử nè, lưỡi nè, ruột heo á, lỗ tai heo, thú linh nè. Mình hầm xong rồi mình khóa lấu lại. Vì sao lại có cái tên gọi là Quy Phục Linh Quảng Châu ạ? Đúng rồi, món Quy Phục Linh Quảng Châu á là món truyền thống của người Hoa. Nó cũng thuộc về dạng món tráng miệng, tốt cho sức khỏe. Con đã rất rất là háo hức muốn thưởng thức rồi. Với cái mật ong này nó cũng tạo ra cái vị ăn rất là ngon. Người Hoa thì rất nổi tiếng với những món chè và các món bánh ăn chơi. Và trong một ngày mưa như thế này thì bánh hẹ là một sự lựa chọn lý tưởng. Nhà rau gia đình của ai cũng thích món nào. Ăn từ nhỏ tới lớn luôn, bánh nào cũng ngon chứ. Ăn lần 10 cái. Quán của mình đã hoạt động được bao nhiêu năm rồi cô? Tôi thì bán hết 4 năm rồi, từ bà nội tới bây giờ là 7-80 năm. Nguồn gốc ở Quảng Đông, từ Châu. Như vậy thì bánh hẹ của mình thì có mấy loại ạ? Bánh hẹ có 2 loại, một loại tròn, một loại vuông. Có rất là nhiều những loại chè đang được trưng bày ở đây. Và chè của người Hoa thì mang những nét đặc sắc riêng. Bởi chè thường chú trọng vào những nguyên liệu giải nhiệt cơ thể, bổ sung khí huyết và tốt cho sức khỏe. Có thể kể đến như là chè hột gà trà, chè sâm bổ lượng, chè mè đen, đu đủ tiềm, lá hán quả. Và ngay bây giờ thì các bạn sẽ cùng Tường Vi khám phá những loại chè đặc sắc nhất ở đây nhé. Quán chè của mình thì đã có được bao nhiêu năm rồi hả chị? Cũng 80 năm. Tổng cộng là mình có bao nhiêu món chè? Có 20 món có. Thực khách thường ưa chuộng những cái món chè nào nhất? Sâm bổ lượng, dạ. Trong nó có mùi vị, hoặc là bo bo bạch lã, hủ ti, mấy món vừa đẹp da vừa ngon. Em biết là ở đây cũng có một món rất là đặc biệt, đó là hồn gà trà. Chè này á, thì trứng gà sẽ được nấu với trà đen cho đến khi mà nước trà ngấm tận vào bên trong lòng đỏ của trứng. Nghe thấy cái mùi thơm là hấp dẫn rồi đó.